Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Nay thì vẫn là các phương pháp tắm trắng an toàn và hiệu quả. Nhưng mà nay mình sẽ không giới thiệu là các loại kem trộn hay là các loại mỹ phẩm hóa chất các kiểu. Nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một loại thảo dược, một loại cây mà rất thông dụng, rất quen thuộc của chúng ta luôn. Đó là lá tiết tô. Lá tiết tô đây. Mình sẽ giới thiệu sơ qua lá tiết tô ha. Lá tiết tô thì không chỉ là một loại rất thơm bổ dưỡng mà nó có tác dụng giải cảm rất là tốt, vì nó có tính ấm và vị cay. Và lá tiết tô còn có tác dụng làm trắng sáng da mịn màng, làm da trắng sáng mịn màng. Với ba công thức cực kỳ đơn giản, nói chung bạn nào cũng có thể làm được hết. Mình xin giới thiệu cách thứ nhất nha. Làm da trắng sáng với lá tiết tô thì uống trà lá tiết tô có tác dụng làm trắng sáng, làm mềm da và có tác dụng làm các vết chai sần của mình nó sẽ mềm đi và giúp bạn có một làn da trắng tự nhiên. Ở Nhật Bản thì mọi người cũng hay dùng lá tiết tô để uống và hãm trà hàng ngày và tắm rửa, vì nó có tác dụng làm ẩm và giúp làn da căng mướt hơn, tăng cường trao đổi chất và xóa nám rất là hiệu quả. Nguyên liệu chúng ta cần dùng là 10 lá tiết tô. Chúng ta thực hiện, chúng ta rửa sạch lá tiết tô và phơi khô dưới nắng to. Sau đó cho lá tiết tô vào ấm và pha trà như bình thường thôi. Ngày chúng ta nên uống từ 4 đến 6 tách trà, vì trà tiết tô có hương vị thơm nên chúng ta uống rất là dễ chịu. Và trà tiết tô còn có tác dụng là chống lão hóa và làm trắng da hiệu quả. Bạch mí thêm cho các bạn là thường xuyên uống trà tiết tô thì còn có tác dụng làm giảm cân nữa nha. Cách thứ hai là tắm trắng toàn thân. Với một hàm lượng dinh dưỡng của lá tiết tô thì rất là giàu vitamin A, vitamin C và các chất như là canxi, chất sắt, phốt pho và lượng nhỏ chất tẩy trắng tự nhiên trên lá tiết tô, giúp cho cơ làn da chúng ta mịn màng và trắng hồng lên. Chúng ta thực hiện như sau: chỉ cần lấy một nhánh thôi, một nhánh lớn lá tiết tô và cành lá tiết tô. Cách thực hiện thì chúng ta cũng rửa sạch và cắt cành và lá thành từng khúc nhỏ để chúng ta bỏ vô nồi nấu cho nó dễ dàng hơn nha. Rồi nấu nước thật sôi, rồi sau đó thì mình bắt ra rồi bỏ cành và lá tiết tô vô và đợi 15 phút để cho các chất nó được hòa tan ra. Rồi mình đổ thêm nước lạnh vô, mình tắm như bình thường. Rồi mình lấy lá tiết tô mình chà vô những vùng như là kiểu tay này, vùng gối chân, để cho những chỗ đó thì nó hay bị chai sạm thì nó sẽ loại bỏ nhanh hơn ha. Và các bạn nào hay dùng bồn tắm thì mình sẽ cho mình trong bồn tắm với lá tiết tô khoảng 20 phút rồi mình tắm sơ lại với nước ấm nha. Và cách thứ ba là các bạn có thể dùng lá tiết tô mình xoay nhuyễn ra rồi mình đắp mặt nạ nha. Lá tiết tô có tính kháng khuẩn nữa nên những ai mà bị mụn viêm sử dụng rất là tốt. Nhưng mà lưu ý là nếu các bạn chăm sóc da bằng lá tiết tô thì các bạn mà test thử ở dưới vùng da, dưới cánh tay hay nếu mà các bạn thấy không bị kích ứng gì thì các bạn tiếp tục sử dụng, còn nếu mà kích ứng thì các bạn ngưng nha. Và cũng như các phương pháp tắm trắng thì mình cũng đã nói là muốn trắng da thì mình phải tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Các bạn đi ra ngoài thì các bạn nên bịt kín ha, sử dụng vaseline hay là các chất mà chống nắng để mình đi ra đường thì hạn chế nắng hơn. Và lưu ý quan trọng nhất là không sử dụng lá tiết tô qua đêm. Khi tắm xong thì nếu nước tiết tô còn dư thừa thì bạn bỏ đi, nước lá tiết tô để qua đêm sẽ gây biến đổi và khi dùng thì sẽ không tốt mà sẽ có hại thêm cho da nữa. Và các bạn nên tẩy tế bào chết một tuần một lần để các dưỡng chất của lá tiết tô được thẩm thấu dễ dàng hơn và sâu hơn trong da. Mình cũng chia sẻ cái phương pháp này và cái phương pháp mà uống trà bằng lá tiết tô rất là hiệu quả cho những bạn mà xứ lạnh á. Vì lá tiết tô có tính ấm nên các bạn xứ lạnh vừa thì lá tiết tô vừa giúp giữ ấm cho các bạn, ấm cơ thể hơn và vừa giúp các bạn làm trắng da nữa. Một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con chim nhạn, rất là hợp lý không? Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công với phương pháp này ha. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video này hữu ích thì hãy comment ở dưới cho mình biết đấy nha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.